Hey hey hey, xin chào tất cả các bạn, hơn 100.000 bạn đang xem video này. Video này rất tuyệt vời cho những ai đam mê điện tử và những ai hay chế cháo. Tôi, thầy Mò, sẽ hướng dẫn cho các bạn chế một bộ nguồn từ 12V cho tới 45V mà các bạn không phải mất một xu nào. Nào, hãy cùng xem video và đừng bỏ lỡ một giây phút nào. Các bạn hãy chú ý những điểm như sau. Thứ nhất, biến trở chỉnh điện áp. Biến trở này, bạn có thể tăng giảm điện áp theo ý muốn của mình, nhưng nó có giới hạn rất là ít. Bạn có thể tăng giảm nguồn điện từ 10V cho tới 13V thôi. Nhưng để lấy được điện thế 45V thì bạn phải làm theo cách này. Tiếp theo video này, tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn chỉnh được từ 3V cho tới 45V. Đừng rời màn hình, bạn hãy xem điểm chú ý tiếp theo. Bạn nhìn kỹ, thấy ba con điện trở chưa? Nó nằm kề cái bóng đèn. Đây là con điện trở thứ nhất 1 kg, chúng ta sẽ thay đổi nó thành 3 kg. Đây là con điện trở 2 kg 2, mình sẽ thay đổi nó. Và điểm chú ý thứ ba, đó là ba cái tụ này phải thay nó. Nhưng tôi sẽ không cần thay nó. Nếu các bạn xem thấy chữ hiện lên màn hình, các bạn hãy nhấp vào màn hình và thấy chữ CC trên màn hình ở góc trên cùng hoặc là bên dưới, các bạn hãy tắt phụ đề để có thể nhìn thấy rõ ràng dự án điện tử này nha. Ôi sao giống ba anh chàng Ngự Lâm Quân thế. Nhưng ba anh chàng này sức chịu đựng của điện lại thấp, nó chỉ có 16V thôi. Bây giờ thầy Mò sẽ biến nó lên thành 52V. Sức chịu đựng của ba anh chàng này là 52V. Cách làm như sau. Đầu tiên các bạn hãy quan sát và chọn địa thế, trói ba anh chàng này lại. Các bạn hãy nhìn thật kỹ, đây là mạch nối tiếp. Đầu trừ của con tụ thứ nhất nối với đầu dương của con tụ thứ hai. Đầu trừ của con tụ thứ hai nối với đầu dương của con tụ thứ nhất. Cuối cùng ta được hai chân, chân cộng và chân trừ. Tăng lên sức chịu đựng volt của ba con tụ này, đó là 52V. Đây là đầu trừ. Đây là đầu trừ, đây là đầu trừ. Cộng, trừ, cộng, trừ, cộng, trừ. Và tôi được hai chân, cộng và trừ. Với vị trí đã được định sẵn, bạn chỉ cần ấn ba con tụ này vào trong hai cái lỗ, cộng và trừ. Nhớ chú ý đừng đấu lộn cực. Vì lộn cực thì ba cái tụ này nó sẽ nổ bùm. Một điều chú ý quan trọng nữa, khi các bạn độ bộ nguồn như thế này thì các bạn hãy đeo kiếng nha, vì kiếng sẽ bảo vệ đôi mắt của bạn. Còn đây là một con điện trở 150 ohm. Chúng ta có thể thay con điện trở 560 ohm 2W hoặc là 5W. Con điện trở này chỉ bảo vệ vòng ổn định. Một điểm lưu ý nữa, các bạn hãy xem, đây là con điện trở 1 kg, và chúng ta có thể thay bằng 3 con điện trở 1 kg nối tiếp với nhau. Nếu chúng ta không có điện trở thì chúng ta có thể nối tiếp nhiều con điện trở, làm tăng công suất của nó lên. Có nghĩa là tăng thêm sức chịu đựng của con điện trở, nó sẽ làm không nóng con điện trở. Các bạn kỹ sư mà thiết kế mạch thì các bạn hãy chú ý điều này nhé. Điện trở mắc song song hoặc mắc nối tiếp đều tăng công suất. Nếu mắc song song thì giá trị của điện trở lại giảm, nếu mắc nối tiếp giá trị của điện trở lại tăng lên. Và một điều rất quan trọng nữa, các bạn chú ý con điện trở 1 kg này. Chúng ta vẫn làm 3 con điện trở nối tiếp với nhau và thay thế nó. Một điều tối cao quan trọng nhất trong video này, đó là phải thêm con điện trở này. Bởi vì con điện trở này, nó quyết định tăng lên từ 12V cho tới 45V. Tóm lại, bạn hãy chú ý những điểm như sau để chế bộ nguồn từ 12V đến 48V. Bạn thứ nhất, bạn phải thay con điện trở 33 ohm. Thứ hai, thay điện trở 3 kg. Thứ ba là thay con điện trở 3 kg. Thứ tư là phải thay tụ cho lớn vô lên, hoặc là độ chế lại sao cho tụ lớn vô lên. Còn đèn led thì cũng vậy. Tôi có một nhóm đèn led, nó chỉ cung cấp được 12V thôi. Nhưng muốn xài được 48V, 36V thì chúng ta sẽ nối tiếp nó, giống như nối tiếp những con điện trở vừa rồi. 12V
bạn sẽ có đầu cộng và đầu trừ nối với đầu cộng của thanh led thứ hai. Thanh led thứ hai có đầu trừ lại nối tiếp với đầu cộng của thanh led thứ ba thì các bạn được 36V rồi. Sau đó tôi thử nghiệm cho chạy bộ nguồn liên tục 40 giờ nhưng bộ nguồn của chúng ta không nhúc nhích, nhiệt độ vẫn tốt và chúng ta có thể tinh chỉnh được. Đây là cái quạt. Phần còn lại, điểm cực kỳ quan trọng nữa đó là cái quạt 12V. Làm sao để xài được quạt 12V? Tôi dùng một con IC. Con IC này là 7812. Cách đấu nó như sau. Bạn đừng rời màn hình, hãy nhìn thật kỹ tôi đấu con IC như thế nào. Nếu bạn quên thì hãy xem nó. Bạn hãy đấu vào chân số 1 của IC, vào điện thế của nguồn. Chân chính giữa của IC, bạn nối với mắt. Thế là tôi đã độ đến một bộ nguồn từ 12V cho tới 45V. Thật đơn giản đúng không các bạn? Nó vô cùng mãnh lực và hiệu quả. Chúng ta có thể dùng những thiết bị cao volt được. Đây là thí nghiệm chạm chập. Các bạn hãy xem lại bài 42 là cách chế bộ đồ nghề an toàn chống điện, chống giật, chống chạm và để an toàn cho tính mạng của các bạn. Và đây là video được thực hành bởi các chuyên gia. Tôi khuyên bạn đừng nên làm ở nhà khi chưa hiểu biết về điện. Hãy xem lại bài 42. Nẹt lửa này ha. Tôi kiểm tra cục nguồn bằng cách cho ngắn mạch ở DC, sau đó cho ngắn mạch ở AC, thử xem. Wow, thật là tuyệt vời đúng không? Video sắp tới tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn làm thế nào để biến cục nguồn 45V trở thành 3V và ô tô volt. Tôi, nhiệm vụ thầy mò đã xong rồi. Còn nhiệm vụ các bạn thì sao? Hãy bấm like video và share cho nhiều người cùng xem.